kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Danh đây, xung quanh anh em mình là Tem anh em mình. Còn Nhã là cầm máy quay mọi người. Mình đây. Thì anh em mình có đặt được trên mạng mọi người là người ta có giao cho anh em mình tổng cộng 4 gà. Năm con anh em mình sẽ tiếp tục chia nhau thi nhau để làm những món ăn về gà nha mọi người. Thì mỗi đứa là một món, thì cho Nhã ăn nha mọi người, tại vì hôm trước clip trước nó đã chiến thắng rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ chia ra những món này rồi. Đưa lấy món ra thích cái gì đó rồi tự đứa đó làm những cái món mà đứa thích cho Nhã ăn. Riêng mình sẽ làm món gà hấp tia hay là gà hấp hoa ca rồi. Em làm gà hấp mương tư hấp không vậy? Tao làm gà hấp luôn. Đây em làm gà sẽ tâm đi được thôi, được rồi mày. Được cơ, rồi giờ em tái chanh ngon lắm. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Ok mọi người, giờ anh em chia gà, anh em mình làm món nha mọi người. Đây là cái phần gà này mình đã sắt rồi. Ví dụ mà nhiều quá mọi người thì làm nó lâu chín, với lại làm nhiều quá thì ăn hết. Mỗi đứa một khúc nữa thôi. Mỗi đứa là 1/4 của con gà mọi người. Rồi. Đây là góc tư đùi, rồi góc tư cánh. Đó, rồi ai muốn lấy đùi lấy, muốn lấy cánh thì lấy nha. Rồi. Thì sẽ làm ra những món ăn thiệt là hấp dẫn nha mọi người. Ok. Ok, bắt tay vào việc nè. Ok. Rồi chia đi. Chia thằng nào lấy nào. Lấy cái này. Dẹo lấy đùi không? Đúng. Toàn lấy gì? Toàn lấy cánh. Cánh lấy đùi luôn. Sang lấy đùi. Hồ lấy gì kìa? Bự vậy. Hồ lấy cánh, Danh lấy gì? Chặt lấy đùi. Danh lấy đùi. Đùi lấy chặt ra. Đùi vậy đó. Một đùi là vậy đó. Một đùi là vậy đó, đúng rồi. Một cánh là vậy đúng không? Rồi. Cánh có kèm theo chân không? Cánh mà kèm theo chân khùng. Sao này không cắt ra? Cái chân kèm theo cánh này, cởi đi, kèm theo cái cánh mà. Cái này là không gãy. Okay. Cắt ra thì muốn lấy thì cắt cái đuôi ra, này bẻ này nè. Đừng bẻ, tét. Rồi ok, làm nha. Cái gì vậy? Rồi em thấy không có ông đạp, người ta đạp, ông nhìn nè. Thôi ok làm. Hi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình đăng clip vào khung giờ này, với lại đăng vào kênh này á thì có cái lý do nha mọi người. Thì hôm qua mình trên Facebook mình cũng có đăng cho mọi người xem trước rồi. Thì cái clip mà reaction bên kênh Thanh Nhã Vlog, mọi người reaction những cái video mà hài hước lại á, thì anh em mình đã bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Kiểu như là trong cái video anh em mình reaction á có nhiều cảnh bạo lực đồ quá, cho nên là YouTube đã đánh một gậy nè mọi người. Bây giờ để mình giải thích cho mọi người hiểu nha. Thì YouTube, mọi người nếu như mọi người bị vi phạm cộng đồng thì YouTube sẽ kiểu như là gửi thư cảnh cáo mọi người á. Cái đó anh em mình gọi tắt là một gậy. Thì lúc trước anh em mình đã có 3 gậy rồi mọi người, là một cảnh báo và 2 gậy. Nếu như mà một gậy nữa là anh em mình sẽ mắc vĩnh viễn kênh Thanh Nhã Vlog luôn. Mai sau mọi người mà những cái gậy đó là YouTube quy định là 2 tháng sẽ tháo một gậy, 2 tháng sẽ tháo một gậy. Thì anh em mình đã trải qua được 4 tháng rồi, cho nên là đã mắc hết 2 gậy rồi mọi người. Chỉ còn một cảnh báo rồi, cảnh báo thì không bao giờ xóa, sẽ dính lên kênh mãi mãi. Hơn là anh em mình đã được YouTube gỡ bỏ 2 gậy rồi mọi người. Rồi bây giờ anh em mình đó, không ai lại dính phải một gậy nữa. Cho nên là anh em mình đã bị cấm đăng 7 ngày mọi người. Cho nên là anh em mình mới đăng kênh, đăng vào giờ này với lại đăng bên kênh này cho mọi người xem. Thì sắp tới 7 ngày tới anh em mình sẽ đăng kênh Nhã TV này, một ngày 2 clip. Một clip 11 giờ trưa và một clip 7 giờ tối nha mọi người. Thì vẫn ra clip bình thường cho mọi người xem vậy đó. Nhưng mà kênh bên kia thì khi nào mở lại anh em mình sẽ đăng tiếp tục kênh bên đó cho mọi người xem nha. Đó là lý do tại sao mà anh em mình phải làm clip cho bên đây đó mọi người. Tại vì clip cho nó nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm mọi người. Nhiều lúc thì YouTube họ xem xét, họ kiểm duyệt sao đó, thì họ đánh gậy mình cũng không biết được đâu mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái lá thư mà YouTube đã gửi cho mình nha mọi người. Đây. Không biết lên đây mọi người thấy rõ không? Đây mọi người. Đây là cái lá thư mà YouTube đã gửi cho mình nè mọi người. Cho lá gì? Đây. Mọi người thấy rõ không? Thông báo nè mọi người, cảnh cáo vi phạm nguyên tắc cộng đồng nè. Người đăng ký của anh em mình thì được gần được 400.000 người đăng ký mọi người. Còn chỉ có 13 người nữa thôi là được 400.000 người đăng ký. Nhưng mà đã phải bị ăn một gậy. Ăn một gậy vậy rồi mọi người. Ôi, đây là cái đăng ký là mình sẽ tăng. Có người đăng ký họ sẽ tăng. Đây.
đây là cảnh báo nè, đây là có ghi rõ nè mọi người, thấy không? Nội dung của bạn đã bị xóa do vi phạm nguyên tắc cộng đồng, bạn sẽ không thể đăng hoặc phát trực tiếp trong vòng một tuần là 7 ngày mọi người, còn 7 ngày nè, thấy không? Đó, cho nên anh em mình phải đăng, bắt buộc phải đăng bên kênh Thanh Nhã TV. Thì nói chung á, mọi người chửi thì anh em mình chịu thôi. Tại vì á, anh em mình làm cái chủ đề mà chon hay là chủ đề mà nói chung là hài hước, mà để cho mọi kiểu như là kiếm cái gì đó mà hài hước cho mọi người cười á, nó rất là khó. Cho nên anh em mình dắt cạn đầu cạn ngóc thì nhiều khi thì cũng có những cái sai lầm, mong mọi người bỏ qua cho anh em mình. Nói chung là cái lần gậy này cũng là một lần cảnh tỉnh để anh em mình. Ví dụ anh em mình mấy giờ là anh em mình định là làm về một chuỗi series rỉa xanh luôn, là làm những video hài hước vậy đó. Nhưng mà đây cũng là cái lần cảnh cáo cũng như là lần cảnh tỉnh cho anh em mình, để anh em mình biết không làm gì chủ đề đó nữa mọi người. Ví dụ có rỉa xanh thì sẽ rỉa xanh những cái video hóng hơn xíu, không có những cảnh đó nữa. Ok, thì mình chỉ muốn nói với mọi người vậy thôi, mong là mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ anh em mình và đồng hành với anh em mình suốt thời gian sắp tới nha mọi người. Thì 7 ngày tới mình sẽ đăng đều 2 clip bên kênh Thanh Nhã TV. Một clip là 11:30 giấc trưa, một clip là 19:00 tối. 19 giờ tối. Thì ok, bây giờ không làm bầu không khí nó buồn nữa, thì mời mọi người xem tiếp clip ẩm thực nha mọi người. Thì cái khúc chào vô mình chào Thanh Nhã Vlog là lúc đó mình chưa biết bị cấm đăng mọi người. Ok, thì mời mọi người xem clip đó, ẩm thực này nha mọi người. Ok. Hồ đang chăm con gà nha mọi người. Chăm cái đùi gà. Ủa cắn gà. Ủa sao phải chăm gà vậy anh Hồ? Cho nó hấm vào thịt nữa. Cho nó hấm vào thịt hả? Thầy cứ thầy nha. Thầy. Thì cho học con gà nó dính vô hay là miếng chanh nó hấm vô cho nó chín. Rồi ok. Rồi. Thầy làm món gì đó mọi người không biết. Thì nếu như mọi người muốn biết thầy làm món gì thì chờ trong giây lát nha mọi người. Thầy nè hơi bị bếp mọi người làm những món độc lạ. Kiếm gì ngoài đây? Cái gì vậy? Lá chanh. Chanh đâu ra đây ba? Kia này kia hạnh mà. Đó mới bẻ anh kia lại. Ăn đâu? Mình gấp khuất trong này nè, có cái nấm lá chanh. À con nấm một ha. Gà hấp lá hạnh trời. Sao ăn mọi người? Mình hơi bị lo nha, này cái hạnh mà mọi người. Gì nhạc hay vậy? Còn tao đang làm gì đây? Gà phi lê. Phi lê hả? Gà phi lê hả? Ừ. Gà rút xương hả? Ừ. Ha ha ha, ngon nha, món này ngon nha. Chén gì trời. Ok, nếu mọi người muốn biết tụi này làm món gì. Ở gì đây? Gì lạ đây? Cái gì vậy? Gà. Mà cái gì mà nhức nhở vậy? Sữa. Sữa hả? Ừ. Rồi, rửa chén luôn. Rửa chén chắc luôn. Nhắc cho mày một lần nữa là đường nó sẽ khác. Ừ. Sữa nó ngọt quá nó cũng sẽ khác. Sữa hả con? Sữa hoài hả? Sữa của hưu. Ờ. Ok. Ai nhảy em nói lại nè. Sang làm gì? Mình lộ gà. Lộ gà hả? Ừ. Ok, thì nếu như mọi người muốn biết tụi này nó làm cái món gì thì chờ trong giây lát sẽ biết nha mọi người.
Ok mọi người, thì bây giờ tụi nó đã làm xong hết 5 cái món gà khác nhau mọi người. Thì nhìn thấy cái nào cũng hấp dẫn hết mọi người. Đây là món gà gì? Bồ câu luộc. Gì? Bồ câu luộc. Gặp gà đâu, gà bồ câu. Gà đâu, gà bồ câu quá. Thì người ta chế, tên mà. Gì? Bồ câu luộc công ty. Bồ câu luộc gì? Bồ câu luộc nước chấm. Bồ câu luộc nước chấm nha mọi người. Là nước chấm nó quậy vô nước luộc. Thì đây là món gì? Gà tiên đồng. Gà tiên đồng. Ừ, hơi bị dữ á. Chanh. Gà hấp lá chanh với bia. Gà hấp lá chanh với bia. Đây. Đây là gà tắm dầu. Gà tắm dầu hả? Ờ, tắm dầu. Còn đây. Gà nút lò nữa. Mấy là nút lò đó. Không, lần nào cũng vậy. Lần nào nó cũng thích nút cái lò đó mọi người. Thằng này nó phái lò lắm. Chứ vậy là biến làm lò chín mép rồi mọi người. Đấy, có dành chưa? Thì bây giờ mình sẽ thử cái món hấp này trước mọi người. Để trước mặt mình nè. Giờ mình sẽ lấy mấy cái lá này ra. Lấy hết ra luôn. Nói chi là tượng trưng thôi. Trang trí thôi đúng không? Đúng rồi. Ăn được mà đúng không? Không, không. Được. Đấy. Ăn nó đắng. Ăn là trừ điểm tao không biết. Rồi ok. Bây giờ ơi. Đây mình sẽ xác cho mình đây nha mọi người. Không xác bằng đùi cho dễ. Đùi. Xác bằng này hả? Hả? Nó trời ơi. Kinh nghiệm ăn mà. Trời ơi, nó không đứt à. Tại ngay cái rượu nữa mà. Rồi, đứt rồi đó. Rồi, đây. Chấm với muối ớt. Chấm muối ớt hả, quậy lên. Muối ớt này danh lòng mọi người, có lá gì trong đây vậy? Lá chanh luôn. Lá chanh ha. Lá hạnh mà. Ý. Lá hạnh nói mọi người biết lá hạnh. Đây mọi người, ở trong thịt nó rất là chín luôn nè. Nó. Rồi mình để thử nha mọi người. Chấm nhiều không? Chấm nhiều thì chấm. Mời mọi người ăn gà. Lá chanh. Gà hấp lá hạnh với bia nha mọi người. Mọi người nha. Ngon dạ. Không? Dạ. Không, em lặng luôn, em lặng luôn, em lặng luôn. Em lặng luôn, em lặng luôn, em lặng luôn. Em lặng luôn. Chờ dễ mới hấp dẫn. Ngon, ngon rồi. Ok. Đây món gà nè. Không, món này để sau đi, hai món này để sau đi. Tới món gà chiên, gì gà tắm dầu hả? Gà tắm dầu của Sang nha mọi người. Bẻ ra tắm khét của mọi người. Bẻ ra luôn hả? Bẻ ra đụng trước đi. Tại nó chiên nó quá giòn quá kìa. Quá giòn mọi người. Thì miếng cà đó. Cho ta miếng chứ. Đó. Đó, mời tất cả mọi người ăn nha. Chị đây chấm cái suốt. Trời ơi nó chấm kìa. Trộn lên. Bột ớt kìa. Lấy đũa trộn lên rồi. Trời ok. Tại món này nước chấm cay á. Cay hả? Đó. Đó. Đây. Ăn cái gì dính mép á. Dép lên đây nè. Không, chấm có nhiều ít. Tùy theo chấm chả phổi. Mọi người nha. Thấy nó cay quá ta. Không cay đâu. Giòn. Trời ăn gần thì nghĩ gần đừng có trừ điểm ta. Kẹp dưa leo với cà chua. Ôi kìa. Ngon ngon. Ok. Món có dẻo. Vậy không có chấm luôn à? Không chấm luôn. Không chấm luôn này. Rồi sẽ không luôn phải không? Ở đó là phải thơm vậy. Vậy là ăn cục phần này phải không? Rồi. Ăn cục phần đó nha, chỉ nha. Chỉ nha. Cục phần đó chỉ chính. Thế là chính là mọi người. Không chấm luôn không? Cũng khá là thơm. Chống. Nó bụng. Nó bụng quá trời đâu mà mày. Ăn táo luôn, ăn táo luôn. Chị chỉ táo luôn không? Ăn luôn, cho ăn hết luôn. Trời ăn ngu độc chết. Gì ăn táo. Trung Quốc. Rõ. Đấy, chị chỉ đẹp luôn ăn. Ai mà kêu ăn nha. Mới kêu ăn. Rồi, mới kêu ăn. Rồi, bây giờ tới bồ câu nha mọi người. Bồ câu. Bồ câu. Đó, em cắt cái sẵn rồi đó. Cái món gà nhưng mà nó làm thành bồ câu luôn là mọi người cũng hiểu cái gì. Bồ câu sữa. Mày cắt đâu rồi, không cắt xương. Hả? Sao không cắt xương rồi lấy gì gấp? Em cút xương rồi mà còn cái cục đó. Đây. Là chấm cái nước chấm luôn. Rồi chấm luôn. Rồi chấm luôn hả? Cầm vậy luôn đúng không? Ờ. Có cãi không? Không luôn. Không đúng không? Mời tất cả mọi người ăn gà quá thành bồ câu nha. Cười. Để sữa không? Ok. Món anh tạo. Món người ta bóc, món người ta bóc. Bông nút tay á. Bông nút tay. Bông nút tay. Rồi, ăn cục này nè. Cục này á? Ừ, để cục xương á. Phải cục này không? Phải cục câu á. Không phải, cục thịt. Rồi, đây. Có chấm gì không?
muốn chấm với nước tương ớt thì chấm, rồi kèm theo dưa leo với cà chua đó. Rồi ok, giờ mình không chấm thử nha mọi người. Mời tất cả mọi người ăn gà gì? Gà tiên đồng. Gà tiên đồng nha mọi người, ăn cái lên chắc lên đồng luôn quá. Dưa leo với cà chua vô mới được. Khứa là hoài luôn kìa. Bị cái tỏa chứ. Này chắc trừ điểm quá là. Trừ điểm đi. Nó về danh ăn. Không có. À, chơi cũng xe không rồi. Đấy. Cái đủ lúc xíu à. Rồi ok, giờ mình sẽ nhận xét cái khẩu vị nha mọi người. Món này hơi mặn. Còn món này thì ăn vô cảm giác không có gì đặc sắc hết. Cái nước sốt thì nó rất là kỳ. Rất là nó kỳ luôn mọi người. Nó không còn cái mùi chua hay cái mùi gì nữa. Nó lạ lạ ăn sao á. Còn cái món này thì nói chung là ngon, nhưng mà kiểu như lên nó hường quá. Đúng rồi, đơn giản quá. Lạc lòi. Lạc không? Nó lạc nha, ăn dưới thấy nó lạc lắm. Để mình ăn thử cái miếng trên đây coi nó ra sao, có ai cứu giấm không? Đây. Mọi người nhá. Ok, miếng trên đây là nó vừa ăn. Cái lớp da này là nướng nó rất là giòn mọi người. Cái lớp da nướng giòn lắm. Còn món của Danh không mọi người? Đắng ngát rồi. Đắng ngát luôn mọi người. Chành quá chành. Cái lá này nè nó đắng. Cái lá hạnh nó đắng mọi người, ta lựa hấp lá chanh này nó không có đắng mọi hấp lá hạnh đắng ngát mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ... Hôm nay mới khó xử. Không, hôm nay dễ xử. Món ăn này nó khác nhau rõ rệt à. Thì có vô trong không? Không, đi khỏi đi. Đi làm nghỉ đi. Nhanh gọn lẹ đi mệt. Nó vô trong làm gì, đi vô vòng hiểu chứ. Bây giờ nè. Cái món của Danh á. Nói chung là dở luôn. Chê thẳng mọi người, dở luôn. Chứ mà đắng ngát rồi mọi người. Nó đắng kinh khủng luôn á. Ăn thử. Ăn thử đi. Thôi, món gì ngon tôi phát rồi. Trời ơi trời, quay bên kia, đi quay bên đây hoài. Ba giám khảo ta ăn với ai được quyền ăn ngồi nha hoài. Nhá trơn của con nhỏ. Ăn trơn nguyên cái đùi luôn được. Cái đùi chút xíu không? Đắng không? Đắng ngát không? Nó đắng ngát à? Nó kỳ lắm kìa. Để nó chanh với hấp cái đùi không. Khi nó chanh nó đúng thì nó hạnh nó. Cái đắng. Rồi, đắng hay là đỡ á. Phải mày dai. Mày thật chọc cái hành luôn. Ủa cây chanh mày sao chị? Hai chồng này chủ chức chồng được. Rồi món này mình 5 điểm nha mọi người. Được làm. Rồi rửa bút đi. Còn món này của Diệu mà. Trời ơi gì đắng ngát vậy? Món này của Diệu mình sẽ cho 8 điểm nha mọi người. Đắng ngát à? Món này của Diệu ngon. Đắng ngát à? Nói chung là nó thiếu nước chấm. Cho nên là chỉ được 8 điểm thôi. Còn món của Toàn mọi người. Món Toàn hơi mặn. Mình cho 7 điểm mọi người. Hơi mặn xíu. Mọi người ăn kẹp không thì... Để tôi liếm miếng một món nó không mặn. Còn món của Phúc thì nó kỳ quá mọi người. Món đắng quá. Nó kỳ kinh khủng luôn mọi người. Thiệt á. Mình sẽ cho... 6 điểm. Tại món của anh nó đắng luôn rồi. Nó ngát luôn vậy. Ừ. Hai một khúc này ngọt vậy. Cứu giết đâu. Cứu giết được nè. Ốc bia nó đắng lắm rồi. Còn món của Sang mọi người. Ngon. Nói chung là dễ làm nữa. Làm đơn giản nữa mọi người mà ngon. 9 điểm. Đồ. Thì người đọc chức du lịch hôm nay chính là Sang. Ơi vô lấy chứng miệng quá. Lấy cái chứng miệng giùm mấy. Lấy thằng dơ á. Ok thì chung cuộc thì Danh 5 điểm. Toàn nãy mấy quên rồi. Tao 7. 7 điểm. 5, 6, 7, 8, nhẹo 8. Sang 9 điểm nha mọi người. Là Sang hôm nay sẽ được chức du lịch nha. Wow. Cái gì vậy bá? Cái này cái nào vậy? Dơ. Cái này cái nào vậy hả? Cái thau. À cái thau hả? Rồi. Ok thì cái này có qua Danh cũng giống như miệng lắm nè. Thì giờ cái chức du lịch mình sẽ trao cho Sang. Hồi nãy á, lúc ban đầu mình nói là Sang nó làm gà số mỡ này mà ăn thấy thường quá, không ngon. Thường thì thực chất ra thì trong năm món ở trong năm món này thì có một mình món Sang mà mình cảm thấy rất là ngon luôn mọi người. Ok, Dương Mạnh sẽ đọc vậy. Anh Sang.
rồi đó. Thì bắn làm mặn vô. Dạ, sao nữa? Rồi sao nữa? Dạ, em nhiễm được. Dạ, người gửi chén hôm nay chính là Phạm Ngọc Danh. Ừ, cái gì vậy? Anh lấy muối. Mặn con này mặn lắm. Em nhận cái nhấn được rồi. Từ đầu. Trời ơi, mày ngu quá đối thủ mà mày kêu điếm. Ngu dở. Ok, mình xin kết thúc cái video này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy cái video này hay á, cái chủ đề này hay, mọi người comment cho anh em mình biết để làm những cái món, làm nhiều món bằng cái vật liệu khác nhau nha mọi người. Ví dụ làm cơm hay làm cháo hay làm đó, hay làm chắc hay làm cóc làm ếch gì đó. Làm gắn đi. Gắn đi này, chắc thằng Phúc á. Em mình làm món bằng sẵn giấy chiên men. Giấy chiên ngon quá. Ngon quá. Anh cứ chèn con này đúng. Chào tạm biệt mọi người nha.